có nhớ cuộc sống trước khi tới Istanbul không? Thị trấn của chúng ta, quê hương của chúng ta đó. Không ai có thể chắc chắn mình vô tội trước những tội lỗi chưa gặp phải. Người ta từng nói vậy phải không? Cuộc sống của chúng ta trước khi phạm lỗi. Lại Thánh Đà La, đứa con gái cưng của bà đâu rồi hả Sê He? Đứa con gái cháu trở đó đâu rồi? Đây là quà đính hôn của nhà bà đó, lấy gói đồ của bà về đi. Đừng sợ, tôi sẽ không ném đá thẳng vào người của bà đâu, mà tôi sẽ đáp trả lại bằng tấm lòng. Bà nói lại lần nữa cho tôi nghe coi, bà vừa nói con gái qua tráo trở hả? Nhìn đi, nhìn thành tích của con gái bà đây nè. Nhìn cho kỹ đi. Đó, coi tụi nó đã làm gì con trai tôi chỉ vì con gái của bà. Mẹ ơi, cho con qua. Anh bị làm sao vậy mê tin? Đứa con gái hư đốn. Đứa con gái của bà dù đã đeo nhẫn đính hôn trên ngón tay của nó, nhưng mà đây, bà coi nó đã làm gì con trai tôi. Nó bậy. Bác ấy đang vu khống cho con đó mẹ ơi. Mê tin, cô coi con như con trai của cô vậy. Nói đi, con gái cô có gây chuyện thật không? Cô dám đảm bảo với con, nếu như nó làm chuyện có lỗi, cô mà không tự tay trừng phạt nó thì không phải là cô nữa. Nói đi con trai, nói coi tụi nó đã làm gì con. Nói cho mẹ của đứa con gái vô liêm sỉ kia. Bà nói cho cẩn thận một chút đi. Tính vô khống con gái của tôi hả? Tôi không biết ai đã làm gì con trai của bà, nhưng bà đừng hòng ăn hiếp con gái của tôi. Về phòng đi. Căng thẳng quá hả? Nhiệm vụ của con đã xong rồi đó, giờ tới lượt bà. Cầm lấy chiếc nhẫn, giờ thì cút khỏi nhà tôi đi. Các bà giữ thiệt quá, vậy quá. Cả cuộc đời của tôi chỉ có 3 viên kim cương này, tôi sẽ không để cho bất cứ ai bôi nhọ con gái của mình đâu. Mau cút đi, đừng nhầm lẫn cùng thang với kim cương. Bà chẳng hiểu gì về con gái của mình với thế giới này hết đó. Đi thôi. Thôi xong rồi, thôi đi về đi. Con gái Jeren, mở cửa ra đi. Con gái, để nó yên đi, chắc là nó đang khóc trong đó. Con gái à, con đừng khóc. Con cứ mặc kệ lời nói dối, lời vu khống đó đi. Cày ngay thì không sợ chết đứng. Mẹ đặt niềm tin rất nhiều ở con đó con gái à. Con có nghe thấy không? Lau khô nước mắt đi nha con gái. Jeren, dù sao hôn ước cũng chẳng tốt đẹp gì, mẹ chẳng hài lòng một chút nào hết. Chuyện này sẽ không tiếp tục nữa đâu, tất cả đã chấm dứt rồi. Con dâu,
Giờ chúng ta nói về chuyện này đi. Hôn ước này đã bị hủy bỏ, còn gì ngăn cản chúng ta tới anh Tanbu được nữa? Giờ con phải đi trả đồ cái đã. Chuyện này để sau đi mẹ. Mẹ đang nói với con mà. Hả? Con đừng có cứng đầu nữa xì he. Chuyện gì nữa vậy? Xì he. Có chuyện gì vậy? Lúc nào cũng căng thẳng hết trơn vậy. Đợi đã, mẹ chỉ muốn chúng ta sống tốt hơn thôi. Cái nhà mình tên ta bu đi xì he. Không dễ gì tìm được công việc như vậy. Con nghĩ kỹ lại đi con. May mắn lắm mới được đó. Người ta còn đang đợi chúng ta tới. Theo con thấy thì họ không nên chờ đợi chi cho vô ích. Chúng ta sẽ không đi đâu hết đó. Con có biết người mà con đang nói không nên chờ chúng ta là ai không? Sao lại nói là không nên chờ? Chúng ta còn phải biết ơn mới đúng. Nè, chúng ta sẽ có được sự bảo vệ của nhà Khrachai đó con. Hả? Họ cũng đâu phải là ai xa lạ, gốc gác cũng từ đây. Người của thị trấn này, Aga Khrachai, mẹ đang nói với con đó. Mẹ đang nói về Aga Khrachai xuất chúng, niềm tự hào của chúng ta. Ông ấy rất may mắn. Ông ấy tạo dựng cuộc sống mà hiếm người làm được. Ông ấy là quyền thoại của cả trấn này. Không chỉ ông ấy, cả ngôi biệt thự nữa. Ông ấy đang sống trong một ngôi biệt thự. Biệt thự đó, ông ấy tốt bụng cho chúng ta công ăn việc làm, chỉ cho chúng ta. Chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta từ chối, chúng ta không muốn. Con nhìn thử đi, Thánh Ala đặt mọi thứ ngay trước mặt chúng ta rồi. Kìa, thư viện đó của ai? Aga Khrachai. Vẫn chưa đủ sao? Nhìn đi, tên của ai ở trên đó? Aga Khrachai, hả? Con nghe không? Mở cửa ra đi, Halliday, mau lên! Tôi tới trả lại gói đồ cho bà đây. Mau ra nhận lại đi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Cứ phải đem trả gói đồ mới chịu. Con có nghe mẹ nói gì không vậy? Người đàn ông đó có quyền trên mảnh đất mà chúng ta đang sống. Ông ấy cứu vớt chúng ta, ông ấy cho chúng ta cái ăn. Rốt cuộc con có không thích ông ấy chỗ nào chứ? Ông ấy đã rời khỏi trấn và được Thánh Ala giúp cho thành công. Cũng may là ông ấy đã không quên nơi mình được sinh ra và quay lại giúp đỡ cho chúng ta. Thánh Ala ban phước, nhưng miếng cơm manh áo của chúng ta ở đây. Chúng ta đâu cần phải đối phó với ai trên mảnh đất nhỏ bé này chứ. Chúng ta có thể sống, không cần Itanbu. Giờ, con không thể đương đầu với một thành phố lớn, môi trường lạ lẫm cùng ba đứa con. À, mẹ nhìn đi, con gái con đang làm y tá, còn làm ở một bệnh viện lớn nữa. Con sẽ không đánh mất miếng cơm manh áo và công việc của con gái con chỉ vì Itanbu đâu mẹ. Miếng cơm nào? Chúng ta vẫn luôn nghèo đói mà, con nói miếng cơm nào? Con sẽ đem phân phát gói đồ lễ đính hôn cho những người nghèo ở đây dùng. Ha, nếu con tìm được ai đó nghèo hơn chúng ta thì cứ cho. Đúng là não con còn không bằng não chim sẻ. Alo. Bà bạn già, mau nói cho tôi biết đi Neriman, bà đã nói gì với con dâu chưa? Bà sốt ruột vậy làm gì, tôi cũng đang cố lắm đây. Chắc chắn sẽ được thôi mà. Nếu tôi nói là được thì sẽ được. Bà mà càng chần chừ bao lâu thì tôi ở đây gặp khó khăn bấy lâu. Bạn già, chắc là bà được Thánh Ala yêu thương rồi. Cho bà biết, con bé sẽ được làm dâu nhà Khrachai, còn muốn từ chối sao? Để
tôi nói chuyện với con dâu bà. Tôi đã nói để tôi đưa ra đề nghị đàng hoàng mà bà cứ không chịu. Có nhà gái nào nhiệt tình gả con mình đi như vậy đâu. Bà nói thật cho tôi biết đi Neriman. Nếu chuyện này mà không được thì đừng kéo dài. Nhà khơ ra chai không có ế đâu. Các cô gái đang xếp hàng dài đúng không? Được rồi mà Nuten, đừng bắt tôi trả lời ngay ha. Tôi thừa biết là cô ta có vấn đề. Tôi cũng đang cố gắng hết sức để thuyết phục cả mẹ lẫn con, chứ có phải tôi ngồi không đâu. Tôi là phía nhà gái, bà nên chiều chúng tôi chứ. Nghe tôi nói nè, bà nhớ rõ một điều, đừng làm cho tôi thấy xấu hổ trước mặt ông Aga. Ông ấy kêu tôi tìm một người quen nên tôi mới mạnh dạn giới thiệu về hoàn cảnh nhà bà cho mấy biết. Bây giờ hoặc là bà cảm ơn Thánh Ala rồi đến đây ngay lập tức, còn nếu không đến thì tùy bà. Cái bà già này không biết điều. Nói tiếp đi. Giống như những gì anh ta đã làm với cô gái tội nghiệp trước đó vậy. Đây đúng nghĩa là quấy rối. Vì tôi phải vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi căn phòng đó được. Ông chủ, ông phải giải quyết vấn đề này đi. Tôi không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà tôi khác với cô gái trước đây. Vì tôi đã đính hôn và danh dự của tôi đang bị bôi nhọ đó ông chủ. Bây giờ chúng ta cùng xem lại danh dự của cô. Ông Maga, để xem nào. Tới quỷ dữ cũng không nghĩ ra chuyện này. Cô có biết tôi đang xem gì không? Gì vậy? Tôi đang xem danh dự của cô đáng giá bao nhiêu. Những người trước tôi cũng đã từng làm chuyện như vậy mà, rồi được ông bồi thường. Ông Maga, là tôi đã bị họ lừa rồi. Ông Maga, cút đi cho tôi. Cút đi cho tôi mau lên. Ông Maga, ông Maga, cút đi cho tôi. Ông Maga, là do tôi đã bị cám dỗ nhất thời thôi. Ông định làm gì với đoạn video đó vậy? Ông Maga, xin ông tha cho tôi. Các cậu nghe đây, đưa con người đê tiện này về lại nơi của cô ta đi. Xin ông đừng làm vậy mà. Xin ông hãy bỏ qua cho tôi. Cầm cái này, đưa chồng sắp cưới của cô ta xem. Ông Maga, tôi biết lỗi rồi. Tôi cầu xin ông tha thứ và bỏ qua cho tôi lần này đi mà ông Maga. Mày làm tao phát bệnh rồi. Chắc mày biết có đúng không? Mày làm vậy bao nhiêu lần rồi? Tao hỏi mày bao nhiêu lần rồi? À, nhưng tất nhiên là có thể mày đúng. Chú mày sẽ giết tấm sét rồi dàn xếp ổn thỏa, đúng không? Rồi sẽ có người tố cáo. Chú của mày không thể bảo vệ mày nữa đâu. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra hả? Chuyện gì đấy? Mày sẽ bị trừng phạt.
Hai chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Mày biết rõ mà. Mày nên chết đi mới phải. Chết đi. Trước khi mày có thể làm cho gia đình này phải xấu hổ thêm thì Thiếm hiểu con mà. Thiếm thực sự rất hiểu con. Thiếm thực sự rất hiểu cho con. Mặc dù những gì con đã làm sai, nhưng Thiếm hiểu được sự tuyệt vọng của con. Nhìn lại con nè, một chàng trai tội nghiệp. Chắc cô ấy chỉ muốn tự vệ nên mới làm như vậy thôi. Con có thấy đau không? Có đau lắm không con? Được rồi, con đừng có buồn nữa. Chú Thiếm sẽ nói chuyện rồi tìm cách giải quyết chuyện này nha. Anh tới rồi. Em đang nói chuyện với Nadim. Để chú xem mặt sư tử nào. Chú Aga. Aga, dù sao đây đêm cũng đang xấu hổ nên đừng có làm khó cho nó nữa. Em biết giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhưng chúng ta cần phải nghĩ tới viện điều dưỡng ở London. Nên anh... Con làm vậy. Chú biết mà con trai. Chú biết. Anh lắp camera sao? Sao anh không nói cho em biết? Nói sao đi Senit. Nói sao đi. Hãy chú cháu nói chuyện đi. Biết tất cả mọi chuyện mà. Con không hề làm chuyện gì sai với bất kỳ ai hết. Con không sai. Làm hư hết mọi chuyện rồi còn dám gọi cho tôi sao? Tôi sẽ giải quyết cô bà sao? À? Đầu tiên là camera. Phải giải quyết cái camera trước. Thấy cô gái mà em chọn đã làm gì chưa? Nhờ camera. Nếu như không có nó, chúng ta biết làm sao? Chắc là Nadim cảm thấy sợ lắm. Chúng ta nên lắp camera trong phòng đó từ lâu rồi. Anh lắp camera từ bao giờ vậy? Anh mới lắp xong tối qua. Giờ thì xong rồi. Từ bây giờ sẽ không còn bất kỳ người nào có thể lợi dụng cháu trai của anh được nữa. Không ai có quyền ngược đãi cháu của anh hết. Anh dở quá. Đáng lẽ anh nên lắp camera từ lâu rồi. Đừng tự trách mình mà Aga. Vì lúc đó chúng ta không biết. Em chỉ nghĩ tới sự riêng tư của Nadim thôi. Aga, giờ Nadim càng ngày càng tệ hơn. Nó thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Chúng ta không đủ sức. Anh hiểu không vậy? Em thấy giờ nó cần được chăm sóc một cách chuyên nghiệp hơn. Đừng cứng đầu nữa. Gửi nó đi đi. Chỉ là London thôi mà, đâu phải là bên kia thế giới. Với lại nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở viện điều dưỡng. Thậm chí là sẽ thấy thư thái hơn. Dạ. Dạ sao? Cô đơn. Vô cùng cô đơn. Nó phải ở London bao lâu hả Senit? Một năm, năm năm, 10 năm. Rồi sau đó thì sao Senit? Chúng ta chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Nadim? Là ai hả? Con gái của chúng ta có biết suy nghĩ không? Suốt ngày chỉ biết chụp hình. Con gái chúng ta là gì? Hiện tượng mạng. Hiện tượng như nó là gì?
chỉ là hiện tượng mua sắm. Thậm chí con bé chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Lúc nó ăn uống hay nó cũng chụp hình rồi đăng lên trên mạng xã hội. Chỉ biết có như vậy thôi. Nó sống ở đây mà nó chẳng bao giờ quan tâm gì tới người anh họ đang sống chung một nhà với nó. Bây giờ anh coi trút giận lên con gái thì cũng vô ích thôi Aga. Để con bé qua một bên đi, nó còn trẻ, đầu óc cũng còn ở trên mây. Anh nó thì sao? Thằng con trai của em thì sao hả? Nó sẽ chăm sao? Một đứa chưa bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm anh họ, liệu nó có chịu chăm hay không? Một bữa tiệc chia tay nước Mỹ, sự kiện lớn của một dân chơi trong giới thượng lưu, nó còn đem cái rượu whisky đổ đầy hồ bơi ở Miami. Em cũng biết rồi, đúng không? Vụ bê bối xuyên lục địa của con trai em đó. Aga Senit, anh chỉ hỏi em một câu thôi, sau này cháu của anh sẽ ra sao đây? Em hiểu rồi. Em cũng hiểu là anh đang muốn nói tới vấn đề gì. Giải pháp duy nhất, phải tìm một cô gái thật thà, càng sớm càng tốt. Không có người đó đâu Aga. Chẳng có ai muốn kết hôn với một người đàn ông nằm liệt giường sau chấn thương não mà tới nỗi có hai chữ cũng không thể nói rành mạch được Aga. Phải có. Anh chắc chắn có thể tìm ra được cho cháu anh một cô gái có bản tính chất phác ở quê của mình. Dù người ta cần tiền nhưng tính tình thật thà. Anh muốn dùng tiền ép họ chứ gì, phải không? Vậy thì được thôi. Nếu cô gái mà anh tìm được chịu lấy cháu trai anh rồi dọn đi chỗ khác ở thì em tán thành cuộc hôn nhân kỳ lạ này, không thành vấn đề với em. Senit, đây là nhà của cháu trai anh, là nhà của Nedim, không phải của chúng ta. Có thể bản thân em đã khiến bạn bè rồi con cái, thậm chí là Nedim quên mất ngôi nhà này là của ai. Nhưng anh thì sẽ không bao giờ quên sự thật là nó thuộc về ai. Nhà này là của anh trai anh. Anh chỉ là người trông coi giùm anh ấy thôi. Em đã quên hết rồi sao? Anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Anh ấy trút hơi thở cuối cùng cũng vì anh đó. Anh đừng nói vậy nữa. Vì tới cảnh sát cũng không biết ai đã phục kích anh ấy, thì tại sao anh phải tự trách mình suốt bao nhiêu năm qua chứ? Anh ấy đã giao con trai lại cho anh mà Senit. Đứa con duy nhất. Anh đã làm gì? Anh chỉ quản lý được cái tài sản mà không thể chăm sóc thằng bé đàng hoàng. Kể từ lúc nó 8 tuổi, anh đã thấy quá xấu hổ vì không thể chăm sóc nó tử tế trong ngôi nhà này. Anh khinh bản thân mình, cảm thấy rất nhục nhã. Anh cần phải lo cho thằng bé chứ Senit. Anh phải làm như vậy. Bác sĩ nói tim tôi có vấn đề tới giờ đã được bao lâu rồi Nuten? Thánh A-la sẽ không bao giờ để cho ông phải. Tôi hỏi là bao lâu rồi Nuten? Một tháng. Một tháng. Đã một tháng kể từ khi tôi lo lắng về chuyện tương lai của cháu tôi và nhờ bà tìm cho nó một cô vợ. Cô vợ đó đâu hả? Thưa ông Aga. Thưa cái gì? Nhìn tôi đi Nuten. Tôi đã đặt niềm tin vào bà. Mặc dù tôi vẫn thường tự giải quyết mọi chuyện, nhưng lại giao việc này cho bà vì tôi nghĩ bà làm phù hợp hơn. Tôi đã nói bà tìm bất cứ người nào cũng được, nhưng chỉ cần đó là một cô gái kín tiếng và không làm cho mọi người ở trấn bàn tán xôn xao thôi. Với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi đã nói tìm cho cháu tôi một cô vợ. Giờ thì sao? Bà trả lời sao với tôi đây? Dù nói gì thì ông cũng nói đúng mà ông Aga. Ngay khi chúng ta lo xong việc đón Chen từ nước ngoài về, bà phải đưa cháu dâu tôi tới. Không thì bà rời khỏi nhà tôi luôn đi.
Bà không ngờ mẹ con cứng đầu tới như vậy. Nó cứ lo công việc của chị con. Mẹ con nói với bà, chị con đang làm trong bệnh viện lớn, không thể để cho nó mất việc được. Bệnh viện lớn thì sao chứ? Y tá thôi mà. Nó làm y tá thì ít gì đâu chứ. Dù sao cũng vô dụng thôi, đâu có kiếm được nhiều tiền. Không sao không sao, tôi biết rồi, không có sao đâu mà. Được rồi, tôi biết là mình phải đi trực mà. Được rồi, gặp sau nha, được rồi. Nuten vừa mới gọi cho bà. Ông chủ nhà giàu muốn đón cô dâu ngay lập tức. Giờ con chỉ biết ở đây cằn nhằn. Gì chứ? Con kêu họ ném đá, hủy bỏ được hôn ước rồi mà muốn gì nữa? Con có thể làm nhiều hơn, phải làm nhiều hơn nữa chứ. Còn không thì chỉ có thể nhìn thấy con làm dâu nhà Khơ-ra-chai trong mơ. Cứ ngồi trước mặt mẹ con rồi nói thẳng nói thật mọi chuyện đi. Hôn ước đã hủy bỏ, giờ con đại gia muốn lấy con, cần con chỉ cho bà nói nữa hả? Ơi, con còn không hiểu mẹ con hay sao? Một người có thù với nhà giàu như mẹ con, làm gì thèm nghe tới đại gia hả? Nó sẽ phớt lờ hết. Đừng có nói chỗ Nuten, cả Itanbu chúng ta cũng không thể nào tới được. Bây giờ chúng ta phải đánh đòn phủ đầu, làm cho nó thành chuyện đã rồi, rồi nói với mẹ con sau. Bà đừng có làm con đối thêm nữa. Con phải đối mặt nhiều chuyện lắm. Bà đang nói tới anh chàng chuyên ăn chơi với mấy cô người mẫu Mỹ này hả? Bà nội à, bà có chắc không đó, người ta để mắt tới con thật sao? Bà đừng có nhầm lẫn nha Neriman. Bà hiểu tôi đang nói tới cậu chủ nào đúng không? Bà phải hiểu cho đúng. Tôi không nói tới con trai của ông chủ, mà người tôi nói tới là cậu chủ khác. Cái cậu đó là cháu của ông chủ. Chúng tôi muốn tìm một cô vợ cho cậu ấy. Bà nội ơi, bà sao vậy? Sao tự nhiên sắc mặt thay đổi rồi? Con đừng có hỏi nữa. Quan trọng là ba cậu ấy thấy thích con, vậy là được. Đừng quan tâm tới mấy cái trang mạng xã hội đó. Ông ấy hả, là người cùng quê với chúng ta. Chỉ cần ông ấy nói với con trai ăn chơi như vậy là đủ rồi đó. Con phải cưới cô gái này, vậy là xong thôi. Hơn nữa con có điểm nào không bằng mấy cô gái đó hả? Con có tuổi trẻ, lại có sắc đẹp, chỉ có hơn chứ không kém đâu. Cũng đúng. Dù là nhà Khơ-ra-chai thì cũng không tìm được ai hơn con. Bà nói đúng lắm. Con mau vào phòng đi, đừng đứng ở đây nữa, đi đi. Chúng ta phải đánh đổi vẻ đẹp này. Phải vậy thôi, nó đáng giá tới như vậy mà. Về rồi đó hả? Con chào bà nội. Có chuyện gì hả? Bể kính rồi. Bà phù thủy đó, chọi bể kính cửa sổ nhà mình. Sao nhìn em thoải mái vậy? Em kết thúc với lại mê tin nhanh vậy sao? Có chuyện gì vậy hả? Chị yêu à, cả ngàn người cầu hôn nhưng cô gái chỉ chọn mộ. Chị Ren, sao con không xuống giúp chị con làm việc? Tay chị con để đi làm việc, lỡ bị đứt tay thì sao đây? Bỏ nó đi. Đi. Sao con không lấy chổi mà quét? Đi, mẹ báo với thợ sửa cửa kính rồi. Hả? Nếu chị Van mà hỏi có chuyện gì thì nhớ đừng nói gì hết, cứ nói là xảy ra tai nạn, mẹ sẽ lựa lời giải thích cho thằng bé chuyện chúng ta đã hủy hôn. Mà mẹ ơi, con chỉ ghé về một chút để thay đồ thôi à. Tối nay con phải đi trực nữa đó. Lạy Thánh A-la, bệnh viện đó có mình con là y tá hay sao vậy? Sao tối nào con cũng phải trực hết vậy? Cũng đành chịu thôi mẹ ơi. Được. Gọi chị Van đi, kêu nó đưa con tới bệnh viện rồi đợi con. Thôi mà mẹ, con cũng đã lớn rồi mà, làm gì có ai để người khác đợi trước cổng đâu chứ. Con của mẹ là người khác sao? Nhưng mà con xấu hổ lắm, mấy bác sĩ sẽ cười con cho coi. Cứ mặc kệ mấy người đó đi, ai kêu họ ngày nào cũng bắt con phải trực đêm. Đúng đó chị, ngay cả bác sĩ cũng chẳng có người nào suốt ngày đi trực đêm như chị đâu. Con đừng có xen vào, dù sao chị con cũng là y tá, đó là việc mà nó phải làm, đương nhiên là phải hết mình rồi. Khóc kìa. Sao mà em lại vậy chứ? Sao phải làm chị thấy xấu hổ trước mặt mẹ hả? Thì đừng làm chuyện mà chị thấy xấu hổ, cứ ngoan ngoãn cho rồi. Chị không làm gì xấu hổ hết, chị không xấu hổ về việc mình làm đâu. Không được, chuyện này không thể cứ như vậy hoài được.
rồi sẽ có một ngày bản thân chị đủ sẵn sàng để nói thẳng với mẹ mọi chuyện. Chị sẽ nói hết lý do mà chị làm việc đó. Mẹ sẽ tin tưởng chị. Mẹ sẽ tin vào ước mơ của con gái mình. Mình có làm con bé xấu hổ trước mặt mọi người không ta? Bình thường nó không có nói nhiều, nhưng chưa từng làm mình phải thất vọng, cũng không để ai phải mắng vốn. Không, mình không công bằng với nó rồi. Đúng rồi chị Chem Rê, ít ra thì em dám thừa nhận lỗi của mình, chứ không có lén lút và... Chị thừa biết tại sao em làm vậy mà. Vì mẹ không chịu tới Istanbul. Nhưng mà em đang lãng phí thời gian rồi. Em không thấy mẹ, chị lấy chị ra làm cái cớ sao? Mẹ không muốn tới Istanbul và nhất định sẽ không tới đó đâu. Đừng để bà nội gây chuyện nữa, nhớ rõ giùm chị đi. Chị bị ngốc hay sao vậy? Chị có ngốc không Chem Rê? Chị nghĩ là chuyện đó tốt cho mình em hả? Nó tốt cho cả nhà mà. Cuộc sống của nhà mình sẽ thay đổi. Chị có biết là chúng ta sẽ ở nhà của ai không? Ngôi nhà chúng ta. Ai sẽ ở nhà ai vậy con? Chúng ta có nhà để ở mà. Mẹ, con đừng có nói gì hết. Mẹ tới gặp chị con. Dạ. Đừng châu mày như vậy. Mẹ có bao giờ làm vậy với con chưa? Mẹ chưa từng làm con xấu hổ. Nếu có ai cười nhạo trước mặt con thì cứ mặc kệ họ. Giờ mẹ đồng ý với con, em trai con sẽ không ở đó đợi con nữa. Con cứ tự tới bệnh viện đi cho đúng giờ. Khi nào con tan làm, Chi Phan sẽ tới đón con. Con cảm ơn mẹ. Bây giờ con sẽ tới bệnh viện. Kêu chị ấy chỉ mặt mấy tay bác sĩ đã chế giễu chị xem họ dám làm cái gì. Thôi đi, con không được làm như vậy đâu, chị Van. Dù sao thì đó cũng là chị của con mà. Đừng làm cho nó phải xấu hổ. Cứ ở nhà đi. Khi nào chị con tan làm thì tới đón nó cho đàng hoàng ha. Mấy tên bác sĩ đó bị gì không biết nữa. Thánh à la ơi. À, thôi được rồi. Giờ tôi sẽ gửi qua cho anh nha. Tôi gửi qua rồi anh gửi đi. Được mà đúng không? Được rồi. Chuyện gì vậy? Ai đang hát nhạc dân gian hả? Gì vậy chị Van? Đang xem gì đó? Cái gì vậy? Hát ở quán nhạc dân gian là sao chứ? Trời, thằng nhóc đó đi đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Nói bà biết với. Chuẩn bị vali đi bà ơi. Chúng ta sẽ tới Istanbul. Có chuyện rồi mẹ, nhanh lên. Có chuyện gì vậy hả con? Nó đột nhiên lao ra khỏi nhà. Chắc là nó sẽ giết chị ấy mất. Ai muốn giết ai vậy hả? Con làm cho mẹ thấy rối trí rồi đó. Con đang nói gì cho em Rê? Chị con làm sao? Chị Van, nó chạy tới chỗ của chị rồi.
Ivan vừa dựng được một đoạn clip quay ở quán bar nào đó trong thành phố. Đó là một quán nhạc dân gian. Chị ấy đang hát trên sân khấu trong quán bar đó. Con đang nói cái gì vậy? Quán bar nào hả? Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy? Lừa đảo. Làm gì mà nó có ở đó? Làm gì mà nó ở quán bar được chứ? Nó đi trực đêm ở bệnh viện mà. Lừa đảo. Lại Thánh A-la. Con đúng là thầm độc quá nha. Chiêu này độc ác quá. Chào hai anh. Ở đây chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Chị tôi ở trong đó. Đừng gây rắc rối cho chúng tôi nữa. Cậu đừng gây rắc rối cho chúng tôi. Tôi vừa nói là chị gái tôi đang ở trong đó rồi mà. Có chị gái cũng mặc kệ cậu. Chết tiệt. Chị Vân. Cậu làm ơn cất cây súng vào lại giùm tôi. Chị con đâu? Mẹ. Chị con đâu? Ở trong đó hả? Con đã tận mắt nhìn thấy chị ấy đang hát trên sân khấu trong quán bar này. Tránh ra. Cho chúng tôi vào. Đưa con của chị đi. Tôi là mẹ của cô gái đang hát ở trên sân khấu. Tránh ra. Yeah.